Kính chào quý vị, mời quý vị cùng theo dõi chương trình 10 phút cảnh báo được phát sóng trên kênh VTC16. Thưa quý vị, giá tôm thương phẩm đang trên đà giảm mạnh tại nhiều địa phương, kết hợp với dịch bệnh thường trực đe dọa khiến người nuôi tôm gặp nhiều khó khăn. Đặc biệt những hộ nuôi tôm công nghệ cao với chi phí đầu tư lớn đang đối mặt với nguy cơ thua lỗ. Cà Mau là tỉnh duy nhất trong cả nước có 3 mặt giáp biển. Địa phương này có thế mạnh nuôi trồng thủy sản. Đây cũng là địa phương có diện tích nuôi tôm lớn nhất cả nước với trên 278.000 ha. Ghi nhận tại các vùng nuôi tôm thẻ chân trắng của Cà Mau, giá tôm nguyên liệu đang ở mức thấp nhất trong nhiều năm trở lại đây. Hiện tại, một số vùng nuôi tôm người dân chỉ duy trì 50% diện tích ao thả nuôi để chờ giá. Theo người nuôi tôm tại đây, hiện tôm thẻ chân trắng loại 50 con 1 kg có giá 94.000 đồng và cao nhất loại 25.000 đồng 1 kg cũng chỉ được giá 130.000 đồng. Với tôm sú, giá có phần nhỉnh hơn như loại 40 con 1 kg được giá 120.000 đồng, loại 30 con 1 kg giá 140.000 đồng và loại 20 con giá 205.000 đồng. Tuy nhiên, để nuôi được tôm kích cỡ lớn cũng kéo theo chi phí cao, rủi ro lớn, nhất là thời điểm hiện tại, giá thức ăn đang ở mức cao 45.000 đồng 1 kg. Cái môi trường tốt thì nuôi á, mà nếu mà đã đạt hiệu quả về tôm á, như có nhầm chỗ ta nuôi được 20 mấy con thì cái đó là nó cũng có lợi nhuận tốt. Còn như cái môi trường mà xấu mà giá cả thức ăn này thì bà con nuôi đa số thì nó phải lỗ nhiều, còn cái lời nó có ít. Giá tôm thấp nhất nhưng giá thức ăn cao nhất cũng là điều mà nhiều hộ nuôi tôm khác lo lắng. Ông Nguyễn Phương Dũng, ngụ cùng ấp Tân Thành B, nuôi tôm siêu thâm canh từ năm 2015 với 2 ao nuôi khoảng 6.000 m2. 10 ngày trước, gia đình ông mới thu hoạch một ao tôm thẻ chân trắng loại 43 con 1 kg với giá bán 98.000 đồng 1 kg. Tôm đạt kích cỡ nhưng giá bán thấp, trừ chi phí cho 65 ngày nuôi khoảng 330 triệu đồng thì lợi nhuận thu về khoảng 350 triệu đồng. Chỉ có được cái con tôm mà hàng hai là phải dưới hàng ba, dưới hàng hai thì nói chung thì cũng đỡ, cũng giá cũng được. Còn nếu mà nuôi là nó phục là hàng bốn rồi, là hàng bốn mấy hàng năm thì nói chung là thua nặng á. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Cà Mau, nguyên nhân giá tôm sụt giảm là do những tháng gần đây, chi phí vận chuyển logistics tăng rất cao, từ 2 tới 3 lần so với trước đây. Sức tiêu thụ của những thị trường lớn còn hạn chế nên giá xuất khẩu thấp. Đối với các hộ nuôi tôm thâm canh, siêu thâm canh thì chúng ta là cần phải là giảm tối đa cái chi phí đầu vào. Trong quá trình mà chuyển biến cái mô hình nuôi như thế thì chúng ta cũng cần phải là nắm bắt cái thị trường vào thời điểm nào thì nó có sẽ cái thu hoạch, cái giá cả nó tốt hơn thì chúng ta cũng nên là đón cái vụ nuôi. Thì đây là một trong những cái hướng để chúng ta có thể là chuyển biến cái tình thế để có thể là tăng được cái khả năng thu nhập cho bà con. Theo tính toán của nhiều hộ nuôi tôm, với giá cả như hiện nay thì hầu như người nuôi tôm sẽ không có lãi. Vì thế, hiện nhiều hộ đang dọn vệ sinh ao đầm, chờ tháng mới mới tiến hành thả nuôi để đón thời giá mới. Vâng thưa quý vị, giá tôm sụt giảm cũng đang là thực trạng diễn ra tại thủ phủ tôm hùm Phú Yên. Theo ghi nhận, nếu như mọi năm tôm hùm bông có giá từ 1,8 đến 2 triệu đồng 1 kg, thì nay giảm chỉ còn 1,2 triệu đồng 1 kg. Còn tôm hùm xanh mọi năm có giá khoảng 1 triệu đồng 1 kg thì nay giảm còn 750 đến 800 ngàn đồng 1 kg. Không chỉ giá thấp, người nuôi tôm hùm còn gặp khó khăn bởi tình trạng tôm hùm chết liên tục xảy ra. Trước tình hình giá tôm hùm không ổn định và tỷ lệ tôm chết tăng cao do mật độ nuôi dày, người nuôi tôm tỉnh Phú Yên đang chủ động giảm số lượng lồng bè nuôi, hạn chế thả ươm tôm giống. Thị xã Sông Cầu có số lượng lồng bè nuôi tôm hùm nhiều nhất tỉnh Phú Yên. Qua kết quả kiểm đếm trên thực tế, toàn thị xã có trên 3.000 bè với gần 130.000 lồng nuôi tôm hùm. Thời gian gần đây, tình trạng tôm hùm chết liên tục xảy ra khiến tỷ lệ hao hụt tăng cao từ 30% đến 50%. Nguyên nhân chính được xác định là do ô nhiễm vùng nuôi. Nuôi lâu quá, cái thức ăn là ký hàng ngày, cái nó tồn động là như cái đó, mà từ vô đó cái môi trường là nó ô nhiễm rất là nặng. Mọi người phải có một cái ý thức một chút thì cùng nhau để mà đem vào bờ. Đem vào để cả chỗ là tiêu thụ, cho nói chuyện không nên nói chuyện ăn ở trên mà đổ dưới nữa là cái ô trường nó rất là ô nhiễm. Hiện nay, giá bán tôm hùm trên thị trường giảm khiến người nuôi tôm hạn chế thả nuôi. Người nuôi tôm hùm giống cũng giảm số lượng lồng bè nuôi. Xã An Hòa Hải, huyện Tuy An là vùng nuôi ươm tôm hùm giống lớn nhất tỉnh Phú Yên hiện nay, với trung bình là 8.000 lồng bè nuôi mỗi năm. Tuy nhiên, năm nay, số lượng lồng bè giảm còn khoảng 2.400 lồng. Tôm hùm giống thì bà con thì ít nuôi không? Do là cái chỗ lỗ lẻ một phần là cái số tôm nói chung là mua bán nó không có thuận tiện, cái hàng tôm thịt giờ nó giá cả nó bất ổn quá, thành ra bà con
cái hàng tôm thịt người ta ít mua, thành người ta cũng sợ sợ cái chỗ đó, thành người ta cái giống thẻ ít tục. Cái vùng nuôi của mình hiện nay là cái mật độ nuôi nó đang rất cao rồi. Cái thứ hai nữa là giá giống nó cao. Rồi cái thứ ba nữa là về thị trường thì tiêu thụ tôm hùm á, thì trong thời gian tới nó cũng chưa có ổn định. Nó phụ thuộc rất nhiều vào thị trường Trung Quốc. Cho nên là cũng chưa biết tình hình nó như thế nào. Thì bà con mình cũng còn thận trọng trong cái việc tải giống. Ngoài ra thì theo phản ánh của người nuôi thì chất lượng giống mà bà con thả thời gian gần đây thì nó cũng không ổn định. Tỷ lệ hao hụt nó cũng cao. Tính đến tháng 6 năm 2024, toàn tỉnh Phú Yên có trên 186.000 lồng nuôi trồng thủy sản, tăng gấp 3,8 lần so với số lồng được quy hoạch nuôi trồng thủy sản của tỉnh. Đây là nguyên nhân chính gây ra tình trạng ô nhiễm môi trường vùng nuôi, phát sinh dịch bệnh dẫn đến tôm cá chết nhiều trong thời gian qua. Do vậy, địa phương cần tập trung quản lý, sắp xếp số lồng bè nuôi không theo quy hoạch, đồng thời thực hiện các giải pháp bảo vệ môi trường vùng nuôi. Thưa quý vị, trong bối cảnh ngành tôm nuôi của cả nước đang đối mặt với nhiều khó khăn nhằm gia tăng lợi thế cạnh tranh thì tin vui là vùng lúa tôm của tỉnh Cà Mau vừa được tổ chức quốc tế Bureau Veritas tại Việt Nam trao giấy chứng nhận BAP. Đây là chứng nhận thực hành nuôi trồng thủy sản tốt nhất của Tổ chức Liên minh Thủy sản Toàn cầu. BAP cũng là chứng nhận quốc tế đầu tiên ở Việt Nam về con tôm được canh tác tại vùng chuyên canh tôm lúa tại xã biển Bạch Đông, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau. Sau hơn 2 năm triển khai, mô hình được đánh giá thích ứng biến đổi khí hậu và góp phần cải thiện thu nhập cho người nông dân. Thới Bình là huyện có tiềm năng để phát triển mô hình tôm lúa, trong đó nổi bật là mô hình xen canh lúa tôm càng xanh và lúa tôm sú. Hiện tại, ngành chức năng đã hoàn thành việc xác nhận thực hiện chứng nhận này cho các hộ nuôi tôm lúa trên địa bàn xã Biển Bạch Đông, gồm 231 hộ dân trên tổng diện tích hơn 696 ha ao nuôi tại 6 ấp. Gia đình ông Võ Văn Được ở ấp 6 La Cua, xã Biển Bạch Đông, huyện Thới Bình tham gia mô hình tôm lúa đạt chứng nhận BAP được hơn 2 năm. Ông Được cho biết trước đây nuôi theo kiểu truyền thống không đạt hiệu quả. Từ khi có mô hình nuôi mới theo chuẩn quốc tế, thu nhập tăng lên hơn 80 triệu đồng một hecta tôm nuôi. Cải tạo thì đầu vụ vô mình cắt lúa xong thì mình sơn bờ lại hết rồi mình để cho gã nó khô. Khô rồi cái mình lấy nước vô mình mới xả nước ra bỏ, mình mới lấy nước vườn 2 là mình mới cải tạo, mình mới thả tôm. Mà thả tôm là mình thả ô dèo, bên ngoài đó có ô dèo. Tương tự, gia đình ông Nguyễn Văn Thương ở ấp 6 La Cua, xã Biển Bạch Đông, huyện Thới Bình có diện tích đất 3,2 ha, mô hình tôm lúa mang lại cho gia đình nguồn thu khoảng 200 triệu đồng một năm. Ông Thương cho rằng so với mô hình truyền thống, mô hình tôm lúa đạt chứng nhận BAP sẽ bán được giá cao hơn, được hỗ trợ tập huấn kỹ thuật và men vi sinh. Nông dân rất phấn khởi khi con tôm của mình đạt chứng nhận quốc tế. Mình nuôi cái mô hình này thì mình thấy mình nuôi theo kiểu tự nhiên thì sau này sẽ bán được giá cao hơn, rồi cũng được công ty hỗ trợ này nọ, cũng nhiều thứ, nói chung là có lợi hơn. Lợi ích lớn nhất khi được cấp chứng nhận BAP chính là giải quyết vấn đề nuôi tôm không bền vững cho các hộ nuôi tôm quy mô nhỏ, giảm thiểu tác động tiêu cực tới môi trường, đồng thời hướng đến mục tiêu cao nhất là phát triển bền vững môi trường, xã hội và an toàn thực phẩm. Theo chia sẻ của đơn vị sản xuất, khi có giấy chứng nhận BAP, các nông hộ sản xuất trong chuỗi liên kết sẽ được doanh nghiệp liên kết bao tiêu thu mua toàn bộ tôm, cả tôm sú và tôm càng xanh, đạt chứng nhận BAP với giá cao so với giá tôm trên thị trường, không lo về đầu ra. Thì đối với góc độ xã thì trong thời gian kéo dài cũng 3 năm tuyên truyền người vận động cho người dân thì người dân cũng nắm cơ bản một số cái tiêu chuẩn mà để được công nhận chứng nhận BAP, thì đến hôm nay thì xã Hòa Đông được đạt cái chứng nhận là được công nhận là chứng nhận BAP cho bà con nông dân trên địa bàn xã, thì sắp tới đây thì xã sẽ tiếp tục tuyên truyền nhân rộng cho bà con một khoảng hơn 2.000 hecta trong năm 2024. Khi có được nguồn nguyên liệu đạt chứng nhận, đơn vị thu mua cũng yên tâm khi bảo đảm được nguồn cung cấp tôm nguyên liệu sạch, bền vững, có truy xuất nguồn gốc rõ ràng theo tiêu chuẩn toàn cầu. Đây cũng là điều kiện và cơ hội tốt để Cà Mau quảng bá hình ảnh con tôm của địa phương ra thị trường thế giới, nhất là ở những thị trường khó tính, tiêu chuẩn khắt khe. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình 10 phút cảnh báo của chúng tôi tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.